Kính thưa quý khán giả, ông Trump đã siết thuế tối thiểu toàn cầu ngay sau khi đắc cử. Đây chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn có những thông tin đáng chú ý khác được đề cập trong bản tin hôm nay. Chứng khoán tỷ giá thời Trump 2.0 sẽ ra sao? Giá vàng vẫn tiếp tục bất định. Thưa quý khán giả, ngay sau khi đắc cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2024, chính sách của hầu hết các nước trên khắp toàn cầu đã bắt đầu vào cuộc tính toán cho phù hợp với các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đó là thuế quan tăng rất mạnh, đặc biệt với Trung Quốc, nhằm bảo hộ hàng sản xuất trong nước cũng như kéo các doanh nghiệp Mỹ trở về Mỹ và đã được truyền thông toàn cầu đưa đậm nét. Thế nhưng một vấn đề không kém phần quan trọng là thuế tối thiểu toàn cầu có thể đã được ông Trump giết chết ngay sau khi đắc cử. Giáo sư Trần Ngọc Thơ, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đã minh chứng vấn đề này. Thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu được ký kết tại Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD vào năm 2021. Với việc có khoảng 140 quốc gia tham gia, thỏa thuận dự kiến sẽ tăng thuế thu được từ các công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới lên tới 192 tỷ đô la Mỹ một năm. Dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, Hoa Kỳ đã ủng hộ kế hoạch của OECD, nhưng cuối cùng Quốc hội đã không thông qua do sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Dân biểu Đảng Cộng hòa Jason Smith vào năm 2023 đã mô tả thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu là sự đầu hàng thuế toàn cầu của Biden vì nó sẽ giết chết việc làm của người Mỹ, từ bỏ chủ quyền thuế và trao lợi thế cạnh tranh cho Trung Quốc. Nhiều chuyên gia am hiểu các cuộc đàm phán thuế quốc tế cho biết, trên thực tế, dường như nó đã chết vào ngày 6 tháng 11, ngày ông Trump tuyên bố chiến thắng bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đã chính thức tham gia thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu và ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 107 quy định áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp phải bổ sung thuế tối thiểu toàn cầu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, mức thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam được áp dụng là 15%, tức là đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ, khi đầu tư vào Việt Nam trong 2 năm của 4 năm liền kề phải đóng mức thuế này. Và kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cũng áp dụng mức thuế tối thiểu 15%. Được biết, trước đây Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài bằng các ưu đãi thuế dưới 15%, nên ước tính có khoảng 120 tập đoàn quốc tế hoạt động tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định thuế tối thiểu toàn cầu. Theo nhận định của WeQ, giáo sư luật thuế Đại học British Columbia, chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump khiến trụ cột thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu càng gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Vấn đề là các nước tham gia thỏa thuận, trong đó có Việt Nam, khó có thể áp dụng quy định này đối với các công ty Hoa Kỳ vì lo ngại chính quyền Trump sẽ trả đũa, bao gồm cả việc áp dụng mức thuế quan cao đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thậm chí có thể lên tới 60%. Thomas Colin Christensen, chuyên gia nghiên cứu thuế quốc tế tại trường kinh doanh Copenhagen nhận định, chính sách thuế quan trừng phạt rồi đây sẽ là công cụ rất được yêu thích của chính quyền Trump. Nhiều cố vấn của Trump cho biết ông Trump rất yêu thích sử dụng những lời đe dọa thuế quan để tạo ra những thỏa thuận tốt hơn cho các công ty Hoa Kỳ trên toàn cầu. Daniel Bern, giám đốc điều hành của Tax Foundation, tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết chính quyền mới của ông Trump sẽ gia tăng công kích và trả đũa đối với các khu vực thực thi thuế tối thiểu toàn cầu. Và theo giáo sư Thơ, điều này cho thấy đối với các nước như Việt Nam, câu hỏi có thể còn nhiều hơn thế. Đó là liệu Việt Nam có nên nội địa hóa thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu theo Nghị quyết 107/2023/QH15 thành luật hay không? Điều này là không thể. Ngay cả khi không ban hành luật thuế tối thiểu toàn cầu, thì các ưu đãi thuế áp dụng tại Việt Nam trước đây có thể phải thu hồi ở một quốc gia khác. Ở góc độ tập đoàn đa quốc gia, không ưu đãi thuế có nghĩa nhà đầu tư sẽ không nhận được lợi ích khi đầu tư, ngay cả khi Việt Nam không áp dụng thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu. Nếu vậy, đối với các công ty Hoa Kỳ thì phải ứng phó làm sao?
Câu hỏi này ngày càng cấp bách khi dự đoán sẽ có làn sóng các doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực công nghệ cao của Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam. Do căng thẳng Mỹ-Trung, dự đoán sẽ lên cao trào dưới thời ông Trump. Thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội cũng không nhỏ. Bởi theo giáo sư Thơ, Trump là người rất thích các thỏa thuận tay đôi. Đó có thể là việc các công ty Hoa Kỳ vẫn có thể bị áp đặt mức thuế tối thiểu 15%. Nhưng bù lại họ có thể nhận được một vị trí địa lý đầu tư yêu thích hoặc một hợp đồng hoán đổi ở một thương vụ mua sắm đầu tư khác. Cứ giả dụ cho đây là giải pháp đôi bên cùng thắng, nhưng còn một sân chơi công bằng đối với các quốc gia khác thì sao? Xem ra thuế tối thiểu toàn cầu gây khó cho Việt Nam thời Trump 2.0. Kính thưa quý khán giả, một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là thuế và các chính sách để đối phó. Tuy nhiên, theo phân tích của ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường VB Bank, Việt Trung chiến thắng lần này có nhiều điểm khác biệt so với lần đắc cử đầu tiên. Trong kỳ đắc cử đầu tiên nhiệm kỳ 2016-2020, ông Trump không có bất kỳ tuyên bố chính sách mạnh tay nào trong năm đầu tiên, mà chỉ tập trung trong nước. Sau đó đến 2018-2019, ông Trump mới đưa ra chính sách thuế mạnh tay. Còn trong nhiệm kỳ này, ông Trump có thể phải dự phòng kịch bản quyết liệt về chính sách thuế hơn. Đây là lý do khiến nhiều người lo ngại các mặt hàng Trung Quốc và Mỹ sẽ bị đánh thuế lên đến 60%. Hàng hóa các quốc gia khác cũng bị đánh thuế khoảng 20%. Có hai kịch bản mà ông Trump dự kiến với Trung Quốc từ 2025 đến 2030. Trong trường hợp các mức thuế duy trì như hiện tại, thương mại xuất khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ có thể giảm xuống dưới 10%. Còn trong trường hợp tăng thuế lên 60%, thì xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ xuống gần 1%. Nếu xảy ra kịch bản Mỹ tiếp tục tập trung vào Trung Quốc, thì các quốc gia khác sẽ bị giảm xuất khẩu từ 20 đến 30% vào Mỹ. Trong kịch bản Mỹ vừa đánh thuế Trung Quốc 60% và vừa từ 20% các quốc gia khác, thì hầu như tất cả đều bị thiệt hại. Mức bình quân lên đến 40 đến 45% cho đến năm 2028. Với vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam ở Đông Nam Á, Mỹ không đánh thuế hoặc đánh thuế vừa phải so với các quốc gia khác trong khu vực. Theo đó, Mỹ sẽ kéo Việt Nam gần hơn và qua đó hút thêm dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc đến các quốc gia lân cận như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Theo quan điểm của ông Trần Hoàng Sơn, ông Trump có thể gây áp lực nhiều với Trung Quốc và nhẹ hơn các quốc gia khác. Bởi nếu ông Trump gây áp lực với Trung Quốc mà không có nguồn hàng thay thế, sẽ dẫn đến giá hàng hóa tại Mỹ đắt hơn, làm cho người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại, lạm phát lên cao hơn. Vì vậy, đối với riêng Việt Nam, chúng ta cần đối ứng nhập khẩu thêm mặt hàng cần thiết từ Mỹ, nhưng cũng tăng cường xuất khẩu để đảm bảo lợi ích trở nên hài hòa và khó khăn chia sẻ. Một trong những vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay sau thuế là thị trường chứng khoán sẽ ra sao? Bởi khởi đầu khi Trump đắc cử, các loại tài sản biến động trái chiều. Lớp tài sản phản ứng mạnh mẽ nhất là đô la Mỹ tăng giá mạnh, thị trường số tăng mạnh, Bitcoin chạm mốc 90.000 đô la Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng mạnh. Nhìn lại năm 2018, thời điểm ông Trump bắt đầu tuyên bố chương trình đánh thuế với hàng hóa của Trung Quốc, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng trải qua giai đoạn tương đối khó khăn. Chính vì vậy, theo ông Sơn, nhà đầu tư nên dự phòng kịch bản ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 và ảnh hưởng về thuế quan có thể bắt đầu vào đầu năm 2025. Những thông tin này có thể được phản ứng sớm vào tháng 11 và tháng 12. Ngoài ra, tỷ giá đô la Mỹ cũng là yếu tố được nhà đầu tư hết sức quan tâm. Đồng đô la Mỹ đang tăng giá khiến tỷ giá hiện tại khá căng. Ông Sơn cho rằng tỷ giá có thể bình ổn vào cuối năm, bởi Fed đã hạ lãi suất và dự kiến giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và thêm 3 lần nữa trong năm 2025. Khi đó, đô la Mỹ có xu hướng giảm trong năm 2025 và tỷ giá Việt Nam có thể được bình ổn hơn. Tuy nhiên, cũng phải xem tỷ giá Việt Nam còn chịu áp lực từ các yếu tố khác. Chẳng hạn năm 2024, tỷ giá bị ảnh hưởng bởi áp lực rút ròng của nhà đầu tư nước ngoài, bị rút ròng 3 tỷ đô la Mỹ, nên đô la Mỹ neo ở mức cao. Và gần đây nhất là nhu cầu đô la Mỹ cho việc thanh toán trái phiếu quốc tế phát hành từ năm 2014. Do vậy, khi Việt Nam thanh toán xong nợ quốc tế, lãi suất giảm khiến đồng đô la Mỹ giảm, sẽ giúp tỷ giá Việt Nam quay về mức ổn định hơn. Kính thưa quý khán giả, từ đầu năm đến nay, giá vàng đã mang lại cho nhà đầu tư nhiều cú sốc, nhưng đã bắt đầu hạ nhiệt kể từ khi ông Trump đắc cử.
Nếu như đầu năm với mức giá chỉ 2.063 đô la Mỹ một ounce, vàng đã tăng vọt qua mốc 2.700 đô la Mỹ một ounce và rồi ghi nhận mức kỷ lục mới hơn 2.789 đô la Mỹ một ounce vào cuối tháng 10. Thậm chí nhiều chuyên gia dự đoán rằng giá có thể vượt qua 3.000 đô la Mỹ một ounce. Nhưng đà tăng giá đó lại đột ngột kết thúc vào đầu tháng 11 do sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, khiến các nhà đầu tư thấy phấn khởi, rời bỏ nơi trú ẩn là vàng. Đồng thời, chính sách ông Trump đã tuyên bố trong quá trình tranh cử tổng thống với mục tiêu sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cũng khiến chỉ số giá đô la Mỹ tăng mạnh, làm cho vàng thoái lui. Theo đó, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sụt giảm thê thảm, từ mức đỉnh cuối tháng 10 đã xuống mức hơn 2.591 đô la Mỹ một ounce, ngay tại thời điểm 18 tháng 11. Trong nước, vàng miếng SJC cũng rớt thảm 6,5 triệu đồng trong vòng nửa tháng. Cụ thể, cuối tháng 10, mức giá bán ra là 90 triệu đồng một lượng, nhưng đến ngày 16 tháng 11 chỉ còn 83,5 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm đó, vàng nhẫn cũng rơi từ mức gần 90 triệu đồng một lượng xuống dưới 82 triệu đồng một lượng. Xu hướng giảm kéo dài nửa tháng, các cửa hàng vàng không muốn mua vào và bán ra nhỏ giọt. Trong xu hướng đó, giới đầu tư bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chán nản và tìm cách bán tháo vàng, khiến người dân có vàng cũng hoang mang lo lắng. Khi tâm lý nặng nề tăng cao, giá vàng thế giới lại gây bất ngờ khi bật tăng từ ngày 18 tháng 11 trong bối cảnh bất ổn gia tăng về xung đột Nga-Ukraine đã khơi dậy lại nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng giao dịch kỳ hạn của Mỹ tại ngày 21 tháng 11 đã lên mức 2.651 đô la Mỹ một ounce. Đua theo giá vàng thế giới, vàng miếng SJC đã vượt mốc 86 triệu đồng một lượng và vàng nhẫn vượt mốc 85 triệu đồng một lượng chỉ trong vài ngày. Thị trường vàng trong nước cũng theo đó trở lại sôi động, nhất là trên các chợ vàng online. Theo các chuyên gia, người Việt hay chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý đám đông, nên khi giá vàng tăng mạnh, người dân đổ xô xếp hàng mua vàng, khi giá xuống sâu lại chen chân xếp hàng để bán, do đó hay rơi vào tình trạng mua đỉnh bán đáy. Tuy nhiên, với kênh vàng, nếu chưa thật sự cần tiền, không nên vội bán, nhất là bán lỗ, vì xác suất giá vàng điều chỉnh rồi phục hồi vẫn rất cao. Và cũng không nên dồn hết tiền vào một số nhằm phân tán rủi ro. Diễn biến giá vàng thời gian qua một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư rằng giao dịch không phải chỉ một chiều, cơ hội để kiếm lợi trên thị trường cũng tương đồng như rủi ro mà chúng mang lại. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cũng chia sẻ, hiện câu chuyện bầu cử đã ngã ngũ, trong khi tình hình thế giới hiện vẫn có nhiều điểm nóng, trong đó có những vấn đề về chiến tranh, địa chính trị, sẽ tiếp tục là nguyên nhân khiến giá vàng có thể biến động khó lường trong thời gian tới. Thế nhưng trong nước giá vàng tuy chịu tác động của giá thế giới, nhưng cán cân cung cầu của thị trường vàng vẫn còn lệch pha, và tại nhiều thời điểm lại có mức tăng giảm khá bất thường. Theo ông Hiếu, cả người mua lẫn người bán đều nên cân nhắc theo nhu cầu. Tuy nhiên, nếu muốn đầu tư vàng nên đầu tư lâu dài, còn nếu đầu tư ăn sổi, lướt sóng sẽ có nhiều rủi ro. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính kỳ này. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.